Sau đây, trọng tài sẽ làm những công tác chuẩn bị cuối cùng để đưa hai đội ra mặt sân thi đấu. Bên phía 3S Hòa Bình vẫn ra sân với bộ đồng phục quần xanh áo nhạt màu quen thuộc. Còn bên phía SC Hà Tây ra sân với quần xanh đậm và áo trắng xanh. Bên phía Football Phở Phù Chờ Hòa Bình hôm nay ra sân vẫn là những cái tên quen thuộc, gồm thủ môn số 1 Bùi Thái Sơn, cầu thủ số 10 một nhân tố mới. Người sẽ có pha chạm bóng đầu tiên là Bùi Quang Phi. Dứt điểm, một pha dứt điểm, một đường truyền khá hay của Việt Dũng. Vẫn là bóng trong chân của Việt Dũng, dứt điểm từ xa. Vừa rồi là một tình huống phá bóng rất dứt khoát của trung vệ bên phía Hà Tây. Ở trận đấu này thì có thể nói là hai đội được đánh giá ngang bằng nhau. Cơ hội, cơ hội đánh đầu. Tình huống đánh đầu của Tiến Dũng ở trong tình huống vừa rồi. Tình huống đánh đầu của Hoàng Việt nhưng không thể vượt qua được Hưng Đen. Hưng Đen đang quan sát, bóng vẫn trong sân. Hưng Đen có thể dứt điểm từ xa. Một pha dứt điểm khá tốt của Hưng Đen khi mà khoảng trống ở trước mặt anh là có. Nhưng tình huống vùng chân trái của anh lại đi không thực sự chuẩn xác và không thành của. Tiếp tục sẽ là pha đá biên cho các cầu thủ bên phía SC Hà Tây. Cơ hội lắc đầu. Quá đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi, pha lắc đầu của Quang Phi đã không có bàn thắng cho câu lạc bộ bên phía SC Hà Tây. Khi được pha lắc đầu của anh là ở một vị trí cực kỳ trống trải. Càng rất hay cho Quang Khánh. Tiếp tục là Đức Quang, một dứt điểm. Pha dứt điểm của Đức Quang, bóng đi lực khá tốt nhưng chưa thực sự đủ hiểm để có thể đánh bại thủ môn Thái Sơn ở trong tình huống này. Với hiệp hai trận đấu tranh 3-4 giữa câu lạc bộ SC trẻ Hà Tây và câu lạc bộ SC trẻ 3S Hòa Bình trong khuôn khổ giải đấu U23 Hà Tây Open Cup năm 2022 trên sân vận động Cường Quốc. Trung Tiến, pha đánh đầu của Trung Tiến quá đáng tiếc khi đi thẳng vào vị trí của Tiến Mạnh. Chút nữa thôi là pha trượt chân rất đáng tiếc của Đức Hòa, đã làm chậm đi quá nhiều nhịp của các cầu thủ bên phía 3S Hòa Bình. Cơ hội pha xử lý và dứt điểm khá khéo léo của Bùi Quang Khánh nhưng đáng tiếc bóng lại đi không. Hưng Đen dứt điểm từ xa và dứt điểm lực đi khá tốt của Hưng Đen nhưng bóng một lần nữa lại không đi chính xác vào khung thành của thủ môn Thái Sơn. Cơ hội một pha dứt điểm, một pha dàn xếp đá phạt theo bài nhưng có vẻ như là khá đơn điệu khiến cho tình huống dứt điểm của Hưng Đen bóng không. Cơ hội một pha cứu thua không thể tin được của Thái Sơn ở trong tình huống vừa rồi. Nếu trong tình huống vừa rồi không có sự xuất sắc của Thái Sơn thì có thể vừa rồi là một tình huống dứt điểm mà trận đấu đã được định đoạt. Pha dứt điểm của Thái Sơn, pha cứu thua của Thái Sơn có thể nói là một phản xạ chết cả tuyệt vời. Trung Tiến, Xuân Nam và mất bóng khá vụng về của Xuân Nam. Cơ hội đến với cầu thủ bên phía SC Hà Tây. Vừa rồi là một pha dứt điểm rất tốt của Quang Khánh nhưng một lần nữa Thái Sơn vẫn đang tỏ ra xuất sắc ở trong những tình huống cứu thua của mình. Nhưng một lần nữa người cản phá bóng thành công là Quang Phi. Và ngay lúc này thì trọng tài chính điều khiển trận đấu tranh 3-4 giữa câu lạc bộ Bái Hòa Bình và SC Hà Tây đã đổi còi kết thúc với tỷ số là 0-0. Chúng ta sẽ đến với loạt đá penalty của hai đội để phân định thêm ai sẽ là người bản lĩnh hơn trong ngày hôm nay. Bên trái nhưng theo quan sát tôi đã, anh đang đứng ở bên phía tay phải nhưng anh đã trở về bên trái rồi. Dứt điểm và dứt điểm rất tự tin của Hưng Đen. Đức Hòa và Tiến Mạnh. Đức Hòa, một pha dứt điểm quá tự tin của Đức Hòa cũng như đó là một pha đổ người sai hướng của Tiến Mạnh. Tức tưởng anh Mạnh Si người sẽ thực hiện tiếp tục pha đá penalty thứ hai cho bên phía SC Hà Tây, đó là cầu thủ Đức Quang.
cầu thủ rất to cao điển trai. Đức Quang và Thái Hòa dứt điểm, và Thái Hòa là người chiến thắng ở trong tình huống này khi pha dứt điểm của Đức Quang là khá dễ dàng để Thái Hòa bắt bài. Và có thể nói là trải qua những lượt penalty từ trận đấu trước với HDS Thái Bình và trận đấu này thì Thái Hòa đã có những kinh nghiệm nhất định. Tiến Dung sẽ là người thực hiện pha đá penalty này, một cầu thủ thuận chân trái. Tiến Dung và Mạnh Si dứt điểm. Mạnh Si đã chạm tay được quả bóng, nhưng tình huống vừa rồi pha dứt điểm của Tiến Dung bóng đi quá gần và Mạnh Si đã không thể đẩy trái bóng thành công. Lượt đá thứ ba về phía SC Hà Tây sẽ là Quang Khánh. Quang Khánh và Thái Sơn. Quang Khánh và Thái Sơn. Quang Khánh không vào. Và giải 3 trong giải đấu 23 Tây Cup Bắc Vân năm 2022 đã thuộc về câu lạc bộ 3S Hòa Bình. Một chiến thắng có thể nói là xứng đáng với những nỗ lực của các cầu thủ trẻ đến từ Tây Bắc.